Hello, chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi gần chiều. Lúc này tôi đi dạo phố, đạp xe đi vòng vòng để săn hình. Tiệm sửa xe gắn máy, người ta bắt đầu bài hàng ra bán chợ đêm. Bài hàng ở trên lề đường. Trời bữa nay nắng tốt. Tôi sẽ đi vào đường Nguyễn Biểu. Đi vào đường Nguyễn Biểu. Lúc này là giờ tan học, thành ra xe cộ ở trên đường rất đông. Người ta rước con em về. Hỏi cờ tướng. Phụ huynh chờ rước con em về. Trong đây có trường Ba Đình. Bán bánh ngọt. Tôi sẽ băng qua đường Trần Hưng Đạo để đi ra đường Võ Văn Kiệt. Đi xăng số 18. Chờ đèn. Tôi băng qua đường Trần Hưng Đạo.
thẳng sẽ đến cầu Chữ Y. Nếu tiếp tục đi trên đường Nguyễn Biểu thì sẽ ra đường Võ Văn Kiệt. Giờ này giờ tan học nó xe đông. Đường Cao Đạt. Rất đông xe. Đa số là phụ huynh đi rước con em. Tôi tới đó đầu cầu Chữ Y, xe cấm xe quá 8 tấn. Ở đây là phòng gym, gym and fitness. Đường Nguyễn Biểu chạy song song với cầu Chữ Y. Cầu thang á, dành cho người đi bộ lên cầu. Đây là cầu thang lên cầu Chữ Y. Không lộ hay gì. Cầu Chữ Y bắc ngang kênh Tàu Hủ. Tôi đã vào đường Võ Văn Kiệt. Mặt trời đã sunset ở hướng Tây. Lúc này là giờ tan học. Sửa xe giá ép hai nhớt. Đường Võ Văn Kiệt trưa thứ hai. Bên kia là quận 8, bên đây là quận 5. Ở đây người ta bán đồ xây dựng.
đỏ, xe dừng lại rất dài. Đây người ta trồng rất nhiều cây đu đủ. Tôi với chiếc xe đạp của mình đi vòng vòng để săn hình. Tự nhiên lên rất nhiều cây đu đủ phạt thai vậy. Đường Võ Văn Kiệt, buổi trưa, xa xa là cầu chữ Y. Lúc này mặt trời đã sơn xét ở hướng Tây. Giờ ta học thành ra trên đường rất đông xe. Có những người khách nước ngoài. Họ thả bộ đường Võ Văn Kiệt, Trần Bình Trọng. Tôi băng qua đường Trần Bình Trọng. Gần như là họ đi ở dưới đường, không đi ở trên lòng đường. Tôi đi qua chỗ bán đồ xây dựng, bán đá, cát. Trước mặt là mặt trời nắng chói chang. Trường tiểu học Hàm Tử. Phụ huynh rước con em về nhà. Chói chang. Kem cây, kem bánh mì, kem bệnh viện bệnh nhiệt đới.
tôi sắp đi ngang bệnh viện bệnh nhiệt đới. Ở đây có cây me. Đường Võ Văn Kiệt. Buổi quá trưa. Tôi đi ngang bệnh viện bệnh nhiệt đới. Trước 75 là bệnh viện Chợ Quán. Bây giờ là bệnh viện bệnh nhiệt đới. Chạy lên một đổi nữa thì tôi sẽ đụng đường Quỳnh Mẫn Đạt. Tôi đã đến đường Quỳnh Mẫn Đạt. Nếu đi thẳng chút nữa thì tôi sẽ vào chợ Hòa Bình. Đây là đường Quỳnh Mẫn Đạt, có quyền quẹo trái, quẹo phải. Tôi đang chờ đèn để đi vào chợ Hòa Bình. Băng qua đường Quỳnh Mẫn Đạt và đi vào chợ Hòa Bình. Tôi băng qua đường Quỳnh Mẫn Đạt. Và đi vào chợ Hòa Bình. Buổi chiều mặt trời sơn xét ở hướng Tây. Đây là chợ Hòa Bình. Ở đây bán dừa, bán watermelon, dưa hấu. Đường Nhiêu Tâm. Bán rau cải. Đường Nhiêu Tâm. bachhuasanh.com. Bán dừa, cam. Mấy bầu một phần của quà là vô 15.000 cái dưa leo 10.000 ký thở.
bí bầu quốc vương của Hoa Cà Chua 15.000 kg dưa leo 10.000 kg thở. Bí bầu quốc vương của Hoa Cà Chua 15.000 kg dưa leo 10.000 kg thở. Vài đủ thứ khoai. Đậu phộng. Khoai. Bắp. Ổi. Dây cóc. Chuối. Ở đây cũng có bán đồ biển. Đu đủ. Dài nải chuối cũng bày ra gian hàng. Cái này là đường Bạch Dân, đường Bạch Dân. Tôi đang đi trên đường Nhiêu Tâm. Bán đồ nước mát. Quẹo trái tôi đi vào khu bán hải sản. Khu bán hải sản. Đây là ốc, các loại ốc, đủ loại ốc hết. Tên, giá bán. Rau cải.
cái gì cũng có. Cá, ồ, cá thịt to. Đây người ta dùng oxy để giữ cho cá sống. Bơm oxy. Ồ, đây có mấy con cóc. Cua. Bơm dưỡng khí. Dân nhậu ra đây là thôi, đủ thứ đồ nhậu. Vô đường nhiều tầm ốc gạo, trái cây sầu riêng. Cứ vòng vòng chung quanh chợ Hòa Bình. Bòn bòn. Trái bòn bòn. Cam sòn bao ngọt 35 ngàn một ký 3 ký 100. Bòn bòn thái bao ngọt. Cam sòn bao ngọt 35 ngàn một ký 3 ký 100. Đi thẳng lên là tôi đụng đường An Bình. Tôi quẹo phải ra đường Trần Hưng Đạo. Băng qua đường Trần Hưng Đạo, đi ngang bệnh viện An Bình. Tôi sẽ đến đường Trần Phú. Sau đó đi vào đường Nguyễn Trãi về nhà. Tôi đã vào đường An Bình. Yeah.
đây là đường An Bình, một con đường mà trước 75 tôi thường xuyên đi qua đi lại con đường này. Hồi đó đây là hãng tương, bây giờ người ta cất tòa nhà rất lớn. Trong này có chùa Thiên Tôn. Tôi sắp đụng đường Trần Hưng Đạo. Đèn xanh. Tôi băng qua đường Trần Hưng Đạo. Tiếp tục đi trên đường An Bình. Đây là bệnh viện An Bình, hồi xưa kêu là Lục Giáp Di Viện, bệnh viện lục ấp của người Triều Châu, bệnh viện đang đại tu. Tiếp tục đi, tôi sẽ đụng cái đường Trần Phú, sau đó tôi vào đường Nguyễn Trãi, đi thẳng lên là tôi sẽ về tới nhà. Tôi đi vào đường Trần Phú, ở đây có nhà tang lễ của An Bình, đi thẳng là đường Trần Phú. Nó sẽ đi vào đường Nguyễn Trãi, đây là vườn Mé San, tức là cái đồi nuôi dê. Là tôi sẽ về tới nhà. Chào.